Sau khi giới thiệu về công cụ chọn bao gồm Lasso, Majuan và nhóm Maki, thì chúng ta sẽ áp dụng những cái phần mà chúng ta vừa trao đổi để hoàn thiện một cái bài thực hành. Đây là một cái bài thực hành mà nó sẽ bao trùm tất cả những công cụ và những cái gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau. Thì các bạn quan sát ở đây trên màn hình, chúng ta đang có hai cái ảnh. Một cái ảnh là chứa rất là nhiều các cái chi tiết, bao gồm các cái thực phẩm, rau củ quả ở phía bên tay trái, và một cái ảnh nằm phía bên tay phải là kết quả của việc chọn lựa và sắp xếp những cái đối tượng được chọn lựa đó trở thành một cái sản phẩm, đó là một cái thằng đầu bếp rau củ. Thế bây giờ để hướng dẫn về mặt thao tác thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là chúng ta nên mở song song hai cái cửa sổ. Thì bây giờ chúng ta đang có hai cái hình như thế này, và mỗi một lần thì chúng ta chỉ quan sát được một hình mà thôi. Muốn sắp xếp để nó hiển thị song song thì chúng ta sẽ vào trong Windows. Trong Windows thì các bạn tìm tới cái lệnh Arrange. Đây, bây giờ chúng ta sẽ ra dàn ngang hai thằng này ra bằng cách vào Windows và Arrange, và chúng ta sẽ chọn cái chế độ là hai ảnh dọc này. Lúc này thì mình sẽ có hai cái bức ảnh được đặt như thế này. Một bên là cái nguồn và một bên là cái kết quả mà chúng ta xử lý. Thực ra đây thì vẫn là cái bài mẫu, đúng không? Thế thì việc đầu tiên là mình cần phải có một cái file có kích thước là bằng giống như bài mẫu, để chúng ta lấy được cái tài nguyên từ bên trái chúng ta sẽ đưa sang bên phải cho nó phù hợp. Thế thì có hai cách. Một là mình nhân bản cái bài mẫu. Đấy, nhân bản thì chúng ta sẽ làm như sau. Bấm vào cái thẻ ở bên phía bên cửa sổ bên tay phải này, sau đó mình vào email, mình chọn lệnh duplicate, thì nó sẽ duplicate thằng này lên thành một cái bản sao. Sau khi có bản sao rồi thì mình sẽ tiến hành tô màu. Ở đây thì mình vào edit, vào fill. Trong lệnh fill này mình sổ danh sách xuống và mình chọn white, màu trắng, mình tô lên đây thì nó sẽ có luôn một cái kích thước bằng luôn cái bài mẫu. Và như thế là mình sẽ còn có mỗi một việc, và mình lấy tài nguyên từ bên này mình đưa sang là xong. Hoặc các bạn cũng có thể là làm theo cái phương pháp như thế này. Các bạn đo cho tôi cái kích thước của cái này, đúng không? Đây, các bạn vào đây, các bạn chọn chẳng cách đơn giản nhất nhé, Ctrl A này, để các bạn tạo cái vùng chọn này, Ctrl C, copy. Sau khi mà mình copy rồi thì mình vào file, vào new, thì nó sẽ tự nhiên là nó sẽ tạo ra một cái tài liệu mới mà bằng đúng cái thứ mà chúng ta đang copy. Đấy, thì sau đó thì mình nhấp OK là xong, thì nó sẽ bằng luôn kích thước đó. Đấy. Hoặc không thì mình cũng có thể là giải quyết theo một cách như thế này, một cách chính tắc hơn nhé. Đó là vào email này, vào email size này, mình sẽ kiểm tra xem cái thằng này là nó đang có kích thước là bao nhiêu ngang và bao nhiêu chiều dọc. Ghi nhớ lấy cái tham số này, sau đó thì mình sẽ tạo new và mình tự động mình gõ ra cái kích thước như thế này. Đấy. Cách nào cũng được. Đây, new, đúng không? Đấy, và gõ các tham số vào đúng bằng cái bài kia là xong. Thì lúc này khi mà mình có được hai cái tài liệu mà có kích thước giống nhau rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt sử dụng các công cụ mà chúng ta đã giới thiệu ở phần trước. Chúng ta lấy các cái tài nguyên từ bên cửa sổ bên trái chúng ta đưa sang. Ví dụ bây giờ tôi lấy cái quả dưa này trước nhé. Thì có mấy cách như thế này. Đầu tiên là chúng ta sử dụng Maki. Chúng ta vẽ lên một cái vùng bao nhanh này đây, thì chúng ta cũng lấy được quả dưa rồi. Tuy nhiên trong trường hợp này thì quả dưa nó còn lẫn cái nền mà chúng ta không cần nền, do đó thì chúng ta sẽ phải trừ bớt cái nền đi. Trừ bớt cái nền đi thì cách nhanh nhất là chúng ta kết hợp với công cụ Majuan. Công cụ Majuan thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái nền trắng thì chúng ta sẽ chọn nền trắng. Tuy nhiên trong quá trình này mình nhấn thêm phím Alt thì tạo ra vùng chọn cái nền trắng lại trừ đi với lại cái vùng chọn vốn có, thì nó sẽ bỏ đi cái phần nền trắng đi và nó chỉ còn giữ lại cái gì đấy, cái phần này. Sau khi có xong rồi thì chúng ta sẽ lấy cái cửa sổ bên trái này, chúng ta kéo thẳng sang cửa sổ bên phải. Có hai cách, các bạn có thể Ctrl C, các bạn copy bên này, sau đó các bạn sang đây, các bạn Ctrl V, các bạn dán vào. Nhưng cách nhanh hơn đó là sử dụng công cụ Move Tool. Đây, kéo này, kéo thẳng tưng từ cửa sổ bên nọ sang cửa sổ bên kia, buông chuột ra, có nghĩa là chúng ta copy sang bên đó. Thế đấy là một cách nhá. Bây giờ quay trở lại với cái này, chúng ta có cách khác, đúng không? Chúng ta đã biết cái Majuan, đúng không? Tôi có thể là bấm vào đây, tôi lấy được gần hết, đúng không? Sau đó giữ Shift, tôi bấm vào những cái phần còn lại mà vẫn còn chưa lấy được.
Này, bấm này, shift này, lần lượt bấm để lấy. Cách này thì hơi lâu một tí đó, nhưng mà lần hồi hồi tôi cũng có thể lấy được hết tất cả cái này. Còn đấy cũng là một cách. Những cách nhanh hơn thì như vừa nãy chúng ta đã nói, đấy là sử dụng cái gì đấy ạ? Quick selection. Quick selection các bạn chỉ di khẽ một cái như thế này là các bạn sẽ thấy là nó tính trung bình cộng, nó lấy luôn cho tôi được toàn bộ cái này. Đấy. Và còn một cách nữa là chúng ta đã demo bằng cái công cụ gì đây nhỉ? Magnetic Axo rồi, đúng không? Bấm vào cái đường biên này và sau đó thì các bạn di một cách tương đối chính xác xung quanh, nó sẽ tự động nó bám vào và lúc đó chúng ta khép kín được điểm đầu điểm cuối, chúng ta cũng sẽ chọn được và chúng ta đưa sang. Đấy là mấy phương pháp mà chúng ta có thể lấy được cái quả dưa này. Tương tự như vậy đối với cái nhóm cái gì đấy nhỉ, cái cụm củ cải đỏ này, thế đây các bạn tốt nhất là cũng nên xử lý nhanh, vẽ ra một cái vùng chọn tương đối bao xung quanh như này và cuối cùng sử dụng magic wand mà trừ đi cái nền trắng. Đấy là cách nhanh nhất để chúng ta lấy. Và sau đó thì chuyển sang công cụ Move Tool, kéo thả thẳng từng từ cửa sổ bên nọ sang cửa sổ bên kia. Vậy là tôi có được cái cụm củ cải đỏ, đồng thời tương ứng là gì đây ạ? Cái lồng ngoài, đúng không? Nhấp phím cách để tôi kéo sang lấy những cái phần khác. Thì ví dụ như là tôi làm việc với lại cái mũi này, đúng không? Magic Wand. Tôi bấm một cái lấy gần hết, đúng không? Sau đó thì giữ shift lấy lần lấy hồi rộng ra một chút là cuối cùng là tôi lấy được cái quả lê này và tôi kéo sang làm cái mũi ở bên này. Tiếp nữa thì tôi lấy cái mắt thì gồm có hai phần, lòng sẫm ở trong và sáng ở ngoài. Cái này thì là hình tròn cho nên tôi sẽ làm việc với công cụ gì đây ạ? Elliptic. Đây các bạn quan sát, tôi vẽ đại ra một cái vùng tròn đi, không cần đúng sai to nhỏ gì cả, đừng nhả phím cách, đừng nhả phím chuột, nhấn thêm phím cách đẩy nó vào đỉnh này và kéo nó sang gì đây, kéo nó sang bên cạnh, đúng không? Sau đó thì tôi nhả phím cách ra và tôi kéo lớn nó lên. Nếu mà chưa khớp hẳn tôi có thể nhấn phím cách, tôi đẩy lên đẩy xuống một tí cho làm sao cho nó khớp hẳn vào với cái hình tôi cần. Sau đó thì được rồi thì buông tay và chúng ta lấy được cái vùng chọn này, chúng ta kéo sang đây, vậy là được một phần. Tương tự như vậy đối với cái này thì tôi thấy nó nhỏ hơn thì tôi có thể xử lý nó đơn giản hơn bằng cách là gì đấy, cố gắng xác định điểm tâm, đúng không? Sau đó nhấn an là để vẽ từ tâm ra, shift là để vẽ tròn và an shift đấy, kéo cho tới khi nào mà nó ôm được vào cái hình mà chúng ta cần, sau đó thì kéo sang đây, vậy là tôi được cái phần trắng mắt. Vậy thì lông mày này, mắt này, mũi có rồi đúng không? Bây giờ tôi còn cần lấy cái tai và cái miệng. Tai thì đây, nhấn phím cách này, đẩy xuống cái khu vực khác để chúng ta xử lý. To quá thì Ctrl trừ để trừ nhỏ bớt lại. Và bây giờ tôi sẽ lấy cái phần cái tai là cái phần miếng thịt đỏ này. Thế thì cái cách lấy nhanh nhất trong trường hợp này là tôi sẽ sử dụng Magnetic Luxo. Phần đỏ này thì đối với nền là đỏ và trắng, đối với cái phần bên này cũng là cái chất đỏ và trắng, do đó tôi chỉ cần bấm vào cái điểm giữa thế này và tôi di chuột một cách tương đối thôi, còn nó bám thế nào là việc của nó. Thiết thì tôi sẽ điều chỉnh ở cái này một tí, 10 này và lại các giá trị hoặc đơn nhiên. Đây các bạn quan sát, gần như là nó tự bám, tôi chỉ di mang tính chất là tượng trưng thôi. Đấy và cuối cùng thì sau khi làm như thế này tôi lấy được cái phần cái tai, kéo sang đây, vậy là tôi được thêm cái tai. Đến cái miệng thì tôi phải tìm về lát kiwi. Lát kiwi thì cái tính chất của nó tròn thì tôi cũng vẽ đại ra thế này. Sau đó thì nhấn phím cách đẩy lên trên đỉnh và đẩy sang cạnh trái. Sau đó thì nhả phím cách ra và kéo tiếp xuống dưới cho tới khi nào mà lấy được cái phần mà tôi cần. Chuyển công cụ V, đúng không? Hay công cụ Move kéo sang bên này. Vậy là tôi có thêm được cái miệng. Bây giờ còn hai vấn đề thôi. Đấy là cái nơ và cái mũ. Cái nơ thì chúng ta đã xác định được công cụ chuẩn nhất của nó rồi, đấy là công cụ Polygon Luxo.
Vậy thì cứ lần lượt từ từ mà chúng ta vẽ các cái đoạn thẳng ngắn nhỏ, sau đó thì chúng ta cho nó chạy theo đường biên. Đây, cứ bám theo biên mà chạy thôi. Cho tới khi nào mà khép kín được vùng chọn điểm đầu và điểm cuối thành một vùng khép kín thì tôi sẽ dừng và tôi sẽ tạo ra được xong được cái vùng chọn. Đến đây lấy xong được cái nơ, và cuối cùng thì chúng ta sẽ lấy thêm một cái vùng chọn khác, đó là cái nấm. Cái nấm này thì trước hết là tôi vẽ một cái vùng chọn bao lấy cái nấm để tôi giải quyết bớt cái diện tích xung quanh đi. Sau đó thì vẫn sử dụng cái công cụ là Magic Wand để tôi trừ bớt cái nền. Nhấn An, bấm vào cái nền. Nhưng lúc này thì khi chúng ta bấm vào nền thì chúng ta trừ đi quá nhiều, tại vì màu vàng ở trong nền và màu vàng ở trong cái nấm là tương đối giống nhau và nó ăn vào bên trong khá nhiều. Control An Z, lùi lại một bước, giảm tolerance này xuống còn 20 thôi hoặc 15 thôi để cho nó đòi hỏi những cái màu thật giống nhau nó mới lấy cùng. Sau đó thì chúng ta bấm lần lượt chúng ta trừ bớt cái nền ở bên ngoài đi. Sau khi trừ hết được cái nền ở bên ngoài rồi thì chúng ta sẽ lấy được cái nấm ở bên trong thôi. Và sau khi lấy xong thì kéo sang. Đến đây thì nguyên vật liệu thì chúng ta đã đủ và tôi không cần cái ảnh bên này nữa, đóng lại. Có lưu hay không? No. Và bây giờ tôi lại sắp xếp hai cái cửa sổ này cũng lại song song với nhau. Một cái là bài mẫu và một cái là tôi đang làm dở. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xử lý các vấn đề như sau. Một là bắt đầu sắp xếp. Đó. Trước hết là nhắc những cái đối tượng này cao lên, thấp lên, làm sao cho nó đúng với lại cái bài mẫu. Một số cái thì chúng ta có số lượng là 2 mà chúng ta mới chỉ có 1 thôi. Vậy thì chúng ta sẽ phải nhân bản. Cách mà nhân bản nhanh nhất, đơn giản nhất là các bạn sẽ nhấn An và các bạn kéo nó từ chỗ nọ sang chỗ kia, nhả chuột ra là nó sẽ nhân bản thành cái đối tượng thứ hai. Ở đây thì chúng ta cần lưu ý một chút cái khái niệm là làm việc với layer. Làm việc với layer thì chúng ta có mấy cái vấn đề phải lưu ý như thế này. Là mỗi một cái đối tượng mà chúng ta nhân bản sang thì nó sẽ tạo thành một tầng riêng, nằm một tầng riêng được gọi là một layer. Đấy. Và các bạn quan sát ở trong này, các bạn cũng nhìn thoáng qua, các bạn cũng biết là thằng nào nằm ở tầng nào. Các bạn có thể làm mấy cái cách như thế này. Một đối tượng, một layer được chọn thì nó sẽ có màu khác với lại các layer khác. Để bỏ một cái thì các bạn kéo thả nó vào trong thùng rác. Đây, chúng ta có tầng này cách. Một là các bạn chuột phải vào, các bạn chọn cái layer các bạn cần thì nó sẽ điểm lên đây. Sau đó thì các bạn có thể làm mấy cách như thế này. Kéo thả cái layer này vào trong cái biểu tượng trang giấy trắng thì đấy là sao chép. Và các bạn sẽ thấy là có một cái bản sao được đặt trùng hoàn toàn với lại cái layer gốc. Nếu mà không kéo ra chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái bản gốc. Đấy là một cách nhé. Cách thứ hai là các bạn chuột phải vào đây và các bạn chọn lệnh duplicate layer. Đấy cũng là cách để các bạn nhân bản. Nó cũng nằm trùng kít luôn lên. Cách thứ ba là các bạn vào layer và new và layer view copy, hay là các bạn sử dụng phím tắt là Ctrl G thì nó cũng sẽ nhân bản chính cái layer mà chúng ta đang chọn đây. Thế còn cách vừa rồi là cách nhanh nhất, đó là cách mà làm theo kiểu thủ công thao tác luôn, đó là các bạn nhấn An và các bạn kéo cái layer mà các bạn chọn sang vị trí mới thì nó cũng sẽ tạo ra bản sao. Cách này thì nó dễ, vì sao? Vì chúng ta nhìn thấy được cái bản sao. Tất cả các cách kia thì nó có nhân bản nhưng mà nó nằm đè chồng ngay lên nhau cho nên là rất khó để chúng ta nhìn thấy cái bản sao và bản chính. Thế sau khi mà chúng ta nhân bản được và chúng ta có được cái bản sao rồi thì lại xuất hiện thêm một vấn đề là hai cái này nó đang trùng nhau với hướng, đúng không? Bây giờ tôi phải lật ngược nó lại thì chúng ta sẽ vào menu Edit. Trong menu Edit thì chúng ta vào lệnh Transform. Trong Transform thì chúng ta tìm tới lệnh Flip Horizontal. Đây, các bạn nhìn lệnh này. Menu Edit này, lệnh Transform, và trong lệnh Transform tìm tới Flip Horizontal.
khi bấm vào cái này thì layer mà chúng ta chọn nó sẽ lật ngược lại theo chiều ngang, và lúc này chúng ta đã có được cái lông mày thứ hai. Thế bây giờ con mắt thì cũng có hai, bây giờ chúng ta mới chỉ có một. Trước hết là tôi chọn bằng cách là chuột phải vào đây, chọn layer 5 là cái phần mắt trong, lại giữ shift và chọn tiếp vào cái phần điểm ảnh liên quan tới cái phần vàng vàng bên ngoài là layer 4. Thế như thế này thì cùng một lúc tôi sẽ chọn được cả hai layer, và tôi di chuyển một lần, tôi di chuyển được cả hai cái luôn, và như vậy là tôi di nó tới vị trí mới. Đến đây tôi lại nhấn an, tôi kéo sang bên này, vậy là tôi sẽ có thêm cái gì đấy ạ? Cái mắt thứ hai, đúng không? Vậy là tôi có thêm được hai cái mắt rồi, và tôi có đủ số lượng. Kéo cái mũi lên, chỉnh lý lên phía trên, kéo cái mồm chỉnh lý lên phía trên, kéo cái nơ lên phía trên một tí, như vậy là cái đám này đã tương đối ổn rồi. Bây giờ còn cái tai, chuột phải vào chọn layer chứa cái tai. Bây giờ tai trước hết là chưa nói đến chuyện 2 hay 1, bây giờ chúng ta phải xoay lại cho nó chỉnh đã. Thì chúng ta vào edit, vào transform, và lúc này chúng ta chọn lệnh quay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ. Vậy là chúng ta dựng cái tai này lên được đó. Muốn có thêm cái tai thứ hai thì các bạn kéo an và các bạn kéo nó sang vị trí bên này. Nếu mà muốn cho thẳng hàng thì các bạn trong lúc kéo các bạn giữ thêm shift thì nó đi theo một đường thẳng thôi, không lượn lên lượn xuống nữa, và lặp lại cái thao tác lật như vừa rồi đấy, và chúng ta có được cái tai thứ hai. Muốn cho nó đẹp, thực ra các bạn nên cho nó giấu xuống dưới đó, so với lại cái quả dưa này, thì tôi sẽ chọn cả hai cái tai này bằng cách là vào cửa sổ này, và sau đó thì tôi kéo nó lần lượt chuyển xuống tầng dưới, kéo một cách thủ công nhé. Đây là một cách kéo cho tới khi nào mà hai thằng này nằm xuống dưới gì đấy, nằm xuống dưới so với lại cái quả dưa, thì lúc này chúng ta sẽ giấu được nó ra đằng sau đấy. Cái mũ này cũng tương tự, chuột phải vào đây chọn cái layer chứa quả củ nấm đúng không, sau đó thì chúng ta cũng kéo và chúng ta thả nó xuống làm sao cho nó nằm dưới cái này. Đấy, thì cuối cùng thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là cái thằng đầu bếp rau củ, sau khi mà lựa chọn copy rồi thì lọc nền các thứ, thì chúng ta cũng đã đưa được cái đối tượng này vào đúng như là cái bài mẫu. Thì đây là cái hướng dẫn để giúp các bạn có làm quen được những cái khái niệm đầu tiên là ảnh này, điểm ảnh này, rồi các công cụ chọn, vùng chọn, và sau khi đó thì chúng ta thực hành ngay bằng cách là chọn lấy những cái thứ cần thiết và sắp xếp nó lại thành một cái sản phẩm tương đối hoàn chỉnh như thế này.